Đức Phật thuyết về bố thí và quả báo của bố thí. Chư thiên và loài người nghe thấy rất hoan hỷ và ùng ùng kéo đến cúng dường rất nhiều cho Thế Tôn. Chư tăng đệ tử của Thế Tôn cũng thuyết về bố thí trì giới. Do vậy đời sống của Đức Phật và chúng tăng đầy đủ sung túc. Các ngài thuyết có phải các ngài thuyết về bố thí để nhận sự cúng dường? À, nó có hai vấn đề như thế này. Đầu tiên ấy, là cái à, lý do mà Đức Phật thuyết về bố thí. Bởi vì tâm chúng sanh nó rất là khô cứng, thước rất là ít, mà cái ác nghiệp rất là nhiều. Quý vị có bao giờ quý vị nấu cơm chưa? À, nấu cơm. Rồi khi mà ăn xong đi, cái nồi cơm nó dính ở cái đáy nồi đó. Quý vị làm cách nào để lập sạch cái nồi? À, quý vị dùng cái chùi nhôm. Quý vị chùi cho nó sạch hay là quý vị uh, dùng cái máy đánh uh, đánh bóng quý vị đánh cho nó bay ra những cái mà khô cứng nó, nó bám vô trong cái uh, cái nồi ừ. mà cái người mà có trí đó chỉ làm một chuyện rất là đơn giản thôi đó là gì ngâm vào nước cứ việc đổ nước vào đó để tí xíu là tự nhiên nó mềm cơm ra là mình chùi mình rửa nó rất là đơn giản À, không cần phải dùng sức Cũng vậy đó Tâm chúng sanh nó rất là khô cứng Mà Phước đã ít Và bây giờ kêu họ giữ giới Kêu họ hành thiền Thì họ làm không có nổi Thành ra đó Cần phải làm cho, cho cái tâm của họ trở nên mềm Trở nên dịu Trở nên dễ sai khiến Trở nên dễ huấn luyện Bằng cách nào Bằng cách bố thí cái người không bố thí họ không ngờ được là nhờ bố thí đó tâm của họ sẽ trở nên mềm mềm như là cái là nội cơ mà được ngâm nước vậy đó mềm và những cái gì mà nó khó thí dụ như à, giữ giới hành thiền thì nó sẽ trở nên dễ dàng đây thành ra đó là cái việc lợi ích đầu tiên mà đức phật kêu quý vị bố thí cái thứ hai đó là chúng sanh như sư nói rồi phước rất là ít mà phước ít ấy, thì khó tu lắm nó thẳng như vậy quý vị cứ nhìn ở ngoài đó quý vị thấy người nghèo mà nghèo quá trời nghèo kêu họ tu khó tu lắm ừ. cơm bữa nay lo bữa mai rồi công việc tôi nói công việc mà làm ngoài đời đó, rất khó để mà họ có sự lựa chọn việc làm kêu họ lựa cái việc nào mà nó không có phạm giới đó, họ khó lựa lắm người thiếu phước đó. còn cái người có phước đó, thì họ rất dễ họ chọn lựa cái công việc nào mà nó không phạm giới để. thành ra đó, à, rồi cái người mà thiếu phước mà kêu họ bỏ một ngày nghỉ bỏ một tuần nghỉ bỏ một tháng nghỉ bỏ ba tháng nghỉ để họ đi hành thiền thì khó ghê lắm đây, rồi cái người thiếu phước khi họ ngồi thiền họ đau đủ thứ hết trơn đau chân đầu lưng thậm chí bị bệnh nữa có một số bệnh như là bệnh trĩ nè một số tật về chân nè họ ngồi, ngồi thiền không được do thiếu phước đấy thì quý vị thấy là cần phước để quỳ tu, đừng có nói tu không cần phước nha, tu không có phước vẫn tu được nhưng nó khó vô cùng, chính vì điều đó Đức Phật ấy khuyên chúng sanh là nên tích cực bố thí, tại vì nhờ cái phước bố thí đó con đường tu của chúng sanh nó sẽ dễ dàng hơn, ừ. à, đó là về chúng sanh còn về bản thân các nhà sư đó thì uh, quý vị nghĩ coi Đức Phật là ai? Ngài là vua của một nước. Ngài chỉ cần trì hoãn lại cái việc mà ngài bỏ thành đi xuất gia chừng 7 ngày thôi. Thì uh, ngài sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương và các cái hầm châu báu nó sẽ mở ra nếu như ngài muốn cái ngọn núi Himalaya đó nó sẵn nó do cái phước của ngài nó có thể biến thành vàng rồng đó, để mà ngài có tài sản mà ngài cai trị quốc gia ngài có tới bốn cái hầm châu báu thì quý vị nghĩ có một người như vậy mà bỏ sạch toàn bộ tài sản đi vào rừng để tu để nhận mấy nải chuối quý vị cũng dường ha ha để nhận vài đồng bạc lẻ quý vị bỏ vô thùng công đức hả? quý vị nghĩ coi à, sư từng gặp một cái một vị à, sư rất đẹp trai nó nó kỳ trắng kẻo đẹp trai lắm đẹp à, vị này tu thiền ừ. trước khi đi xuất gia đó vị này làm ở ngoài đời đó cả trăm triệu một tháng lương ấy cái thu nhập vào nó cả trăm triệu một tháng mà bây giờ quý vị nghĩ coi bỏ hết toàn bộ tài sản bỏ hết toàn bộ gia đình bỏ hết vào chùa tu để nhận mấy bao thơ quý vị cũng dường hả suy nghĩ coi. đó là nói về những cái bậc mà thượng thừa a à. À, còn à, nói về những cái bậc mà chung chung thì như thế này Đức phật luôn có những cái bài kinh có những lời dạy để mà cảnh tỉnh để mà khuyên răng các vị tỳ kheo luôn nhớ đến cái bổn phận của mình và luôn có sự phòng ngừa luôn có sự phòng ngừa đối với cái danh và lợi đặc biệt là cái sự lợi dưỡng À, thành ra có nhiều khi đó có một số uh, người thân quen với sư uh, thấy rất là lạ và có đôi khi họ khó chịu nữa cái chuyện là tại sao mà lâu lâu thỉnh thoảng uh, sư lại uh, mua cái này mua cái kia sư cúng dường cho chùa một cái khoản tiền đối với sư và đo, đo, đối với sư thì khá là lớn bởi vì có khi nó chiếm một nửa một nửa số mà Phật tử cúng dường cho sư hoặc là gần hết gần hết toàn bộ mà Phật tử đã cúng dường cho sư đó lâu lâu mà thấy nó được kha khá rồi đó thì sư đem cái đi sư cũng dường à, một phần là sư tạo phước một phần là mình nhắm ông sư mà giữ nhiều quá không ổn đấy thành ra là phải học cách xả tài đấy cho nên ấy đối với những vị mà trung bình ấy thì phải à, học cách để mà bớt cái à, cái chất độc cái sự quyến rũ của cái lợi dưỡng ừ. à, rồi một điều nữa quý vị không nghĩ tới đó là cái sự việc mà hoàng pháp ấy bản thân nó nó khá là tốn kém quý vị nghe nó kỳ sư khi mà sư đi hoàng pháp ấy ừ, khi mà sư đi hoàng pháp sư thường là sư đi ô uh, tô hoặc là sư đi máy bay cái vấn đề quý vị có thể nghĩ là ở số ông sư thì ông xài sang sư không có xài sang mà nó cần tại sao khi mà đang di chuyển á mà sư mình ngồi cái chỗ ngồi nó thoải mái mà mình không bị ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh ồn ào tiếng bụi từ chỗ nở đi đến cái chỗ đó có thời gian để mà suy tư về pháp không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những tác động bên ngoài còn mà ngồi xe ôm hai bánh cũng được ấy. À, ngồi à, hoặc là ngồi xe lửa à, đấy cũng được ấy. nhưng mà cái sức khỏe nó không cho phép đến nơi đó vừa mệt à, mệt rồi cái thân sinh lý nó không đảm bảo cái thân tâm lý nó không đảm bảo thì làm sao cho quý vị được một cái thời pháp cho nó ra hồn đấy rồi cho đến cái sự sinh hoạt của các sư thì các sư cũng phải làm như thế nào đó để ngó cho được tức là không có xài sang không có xài sang để phật tử họ nói là phật tử không dám xài mấy ông sư xài có một vị trưởng lão á, khi mà ngồi nói chuyện với uh, mấy sư dặn như thế này đừng có mua đồ sang đồ xịn phật tử họ nhìn và họ trách họ nói đó họ không có để mà họ xài mà mấy ông sư sạc sang nó sẽ làm mất đi cái uh, niềm tin đối với các nhà sư ừ. rồi đấy cho nên quý vị thấy đó là các vị sư mà trung bình thôi tàn tàn thôi thì cũng phải luôn nhắc nhở mình sống như thế nào đó để vừa đủ biết đủ rồi nếu như mà nó 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 dư quá thì phải tìm cách xả tài ừ. tìm cách cúng dường tìm cách xả tài đi Để có ôm nhiều quá ôm nhiều là mình chết à, có vị ở ngoài ở miền tây đó có một vị trụ trì à, ở chùa thì cũng tương đối lớn ấy một bà thì một cái người một cái cô cư sĩ đó thấy có lẽ ông sư cũng giàu nghĩ ông sư cũng giàu thành ra quyến rũ cái vị này để mà hoàn tục à, xài mưu xài kế đấy rồi khi mà vị này hoàn tục ấy thì vị này không đem một cái đồng nào về nhà hết cô này cũng mới chân thỉnh và sau này thì sau khi mà bỏ lại cái đứa con thì uh, cổ bỏ đi để lại cho vị này khi mà hoàn tục rồi đó thì bây giờ là gà trống nuôi con đấy tức là vị này nói đó khi đi xuất gia thì tay trắng khi hoàn tục cũng tay trắng không có cái chuyện là đồ cư sĩ mà cúng dường cho mình thì mình hoàn tục mình đem mớ tiền nó về gọi là có vốn làm ăn không có chuyện đó còn những cái vị mà tệ quá đó tệ quá Uh, xài sang, rồi uh, đi tu y như là đi kinh doanh ấy, rồi kiếm một mớ vốn, uh, kiếm một cái cô nào đó, một cái mối nào đó được, rồi về sống một cái đời như là cái uhm... sâu mọt của xã hội thì phải nói nó là những cái đối tượng mà quý vị tránh được thì tránh đi. À, à, bởi vì đó cũng là cái sâu mòn của uh, tăng đoàn không đáng để mà có mặt ở tăng đoàn thành ra đức phật mới nói đó biển dù rộng lớn nhưng mà không có chứa tử thi tăng đoàn đó dù cho có từ bi nhưng mà không chứa được những cái hàng mà um, vô giới uhm. rồi hơn nữa đó nói nó hơi xa hơn nữa đó sư um, nhớ một cái vị trưởng lão dẫn lời phật dạy như thế này nè là khi một cái vị tỷ kheo thuyết pháp một cái vị pháp sư thì không được có cái suy nghĩ rằng mình sẽ nói cho phật tử cho cư sĩ họ hài lòng thì họ sẽ làm cho mình hài lòng tức là đó mình nói sao đó cư sĩ họ hoan hỉ và bỏ tiền túi rồi cúng dường cho mình họ vui họ cúng, cúng dường cho mình thì một vị tỳ kheo một vị pháp sư là không được thuyết pháp cái kiểu đó không được có suy nghĩ như vậy rồi khi mà một vị tỳ kheo mà hoan hỉ vui vẻ uh, với cái uh, tài sản mà mình có đó thì nó cũng như con dòi mà nó vui vẻ vì nó ăn được nhiều phân vậy nhắc như vậy để cảnh tỉnh nhắc như vậy để cảnh tỉnh rồi thầy của sư á thì nhắc nhở sư là không có nên lợi dụng cái danh tiếng của mình không có nên đem một cái buổi thuyết pháp ra đó, trở thành một cái buổi là kêu gọi hùng phước kêu gọi cúng dường kêu gọi làm cái này kêu gọi làm cái kia rồi một ông sư mà ông cứ đi đâu ông cũng kêu gọi như vậy đó thì nó không còn ra dáng một ông sư nữa cái gì mình cần phật tử họ thấy thì họ có lòng họ cúng dường chứ đừng có kêu thành ra là sư chịu rất nhiều ảnh hưởng của những cái vị thầy những cái vị trưởng lão mà nhắc nhở mình ừ. đây và đó cũng là cái chung để mà sư uh, gửi gắm những cái vị sư khác và những cái vị sư trẻ hơn uh, mà có nghe uh, cái buổi vấn đáp ngày hôm nay ừ